Chắc Dr. Anderson. Anderson. Yes. Đó, And that conversation between Mary, Miss Mary and Miss Anderson. Okay, Dr. Anderson and Marie. Okay, now. Okay, let's talk about this. Okay. First thing, I just want to see you all play game. I will be Marie, and you will be Dr. Anderson, and you will read the transcript here. Okay. Okay. Okay, here we go. Well, hello, Dr. Anderson. Welcome back. I probably solve it. Okay. Thank you very much. How was your trip to London? It was fine, thank you. Did you visit a lot of museums? No, I didn't visit any. Did you eat in some good restaurant? No, I ate in the same restaurant every day. Did you see any plays or concerts? No, but I watched TV in the hotel room at night. Hotel room at night? Hotel room at night. Okay. Did you take some nice walks around London? On the next, actually, no, I sat in a chair for 4 days. Dr. Anderson, that doesn't sound like a very nice vacation. Vacation? I went to London for business, not for vacation. I meet doctors from all over the world. We talk about new medicines. Medicines. And I gave two speeches. I was at speech. I gave two speeches. At the hotel restaurant. So actually never left the hotel. Hotel. So actually, I never left the hotel. Tiếng Pháp là ngày xưa đọc cái gì hotel. Okay. Nó âm hát cơm. Okay, but Dr. Anderson, you were in London and you didn't see the city? Nobody looked nice from the airplane. It looks nice. Looks nice from the airplane. Airplane, in the airplane, okay. The airplane, yeah. Okay, now, do you have any new words and new phrases in this video? New work. Bài này thực ra thì không có từ mới. Em next next tiếp trang mới. Okay. Trang. Nice walks. Did you take some nice walks around London? Yeah. Did you take some nice walks
Around London. Around London. Yeah. Nay walk đây có thể hiểu chắc là viết tắt của cái từ kiểu đi bộ ở những cái nơi mà đẹp. Ok, bạn có những cuộc đi bộ tuyệt vời ở xung quanh thành phố London phải không? À, những cuộc đi bộ tuyệt vời, cuộc đi bộ sạch tuyệt vời xung quanh. Yeah, ok. Would you take some nice walk around London? I was fine, yeah. Bạn đã có một cái cuộc đi bộ tuyệt vời xung quanh thành phố London phải không? Ok. Yes. Anh thử dịch qua cho em cái bài này em xem nào. Ok, em tắt cái kia đi. Ô, xin chào bác sĩ Anderson. Chào mừng quay trở lại. Thank you very much. Cảm ơn rất là nhiều về chuyến công tác của bạn ở London thế nào? Nó rất là tốt. Cảm ơn bạn. Bạn đã đi thăm được nhiều viện bảo tàng tàng chưa? Không, tôi không đi đến đó, tôi không thăm nơi đó. Bạn có ăn ở một bạn có ăn một vài nhà hàng tốt không? Không, tôi ăn ở những cái nhà hàng mà không nhà hàng Bình Tân hàng ngày. Anh có sao ấy từ gì bạn có hay nhìn những hay xem bạn à, đúng rồi, bạn có hay xem các trò chơi hoặc là bạn nhà play những cái buổi vở kịch à đúng rồi vở kịch chuyện không bạn có hay xem những vở kịch và những cái buổi diễn âm nhạc và diễn âm nhạc không buổi hòa nhạc hòa nhạc không nhưng mà tôi có xem trên TV trong khách sạn và trong phòng tôi trong khách sạn à, trong trong phòng khách sạn vào buổi tối trong buổi tối rồi ok tiếp tục bạn có tạo những cái cuộc đi bộ thật là tuyệt vời xung quanh thành phố London à, thực ra thì có phải không? Đúng rồi tiếp tục đi. Thực ra thì không tôi chat này đây anh không hiểu nhưng mà anh nôm na là tôi thì tôi ngồi ở ghế trong 4 ngày. Đúng rồi. Chính xác rồi. Sit thì tôi đã ngồi cái này chắc là siêu động từ của từ đấy. Bác sĩ Anderson nghe có vẻ như đó không phải là một chuyến một kỳ nghỉ đẹp à, một chuyến 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 một kỳ nghỉ tuyệt vời vậy, không nó nghe không phải một kỳ nghỉ tuyệt vời lắm yeah, không phải kỳ nghỉ tuyệt vời lắm tuyệt vời cho lắm một kỳ nghỉ à, tôi đến London để kinh doanh chứ không phải là đi nghỉ mát ơi. Okay. Nghỉ mát. Tôi gặp các bác sĩ từ tất cả các nơi trên thế giới và chúng tôi nói về những cái loại thuốc mới và tôi có hai bài phát biểu. Tôi luôn ăn ở trong khách sạn, nhà hàng khách sạn nhà hàng khách sạn. Và vì vậy thực ra tôi không rời à vì bởi vì tôi không rời khỏi khách sạn thì ra tôi không rời khỏi khách sạn không bao giờ rời khỏi khách sạn nhưng bác sĩ Alexan bạn ở London và bạn không được ngắm thành phố bạn đã không đi thăm thành phố không đi ngắm nhìn thành phố không nhưng tôi đã nhìn thấy nó rất đẹp trên máy bay
Không, nó như là giống như là nói như là trên máy bay vậy, nhưng mà bà không đi đâu cả thì mọi thứ nó như kiểu trên máy bay vậy. No, but it look nice from the airplane. Nó nhìn đẹp từ máy bay đúng không? Nó Hay giống như hay là mình đang ở như trên máy kiểu bay, it look nó giống like như kiểu đang trên máy bay. nó trông rất đẹp mà từ trên máy bay. Ok, nó trông rất đẹp từ trên máy bay rồi ha. Now in the next part, I want to ask you some question about video. Question number one, who is the visitor? Doctor Okay, what is her feeling about the trip? She feeling about the trip of Dr. Anderson vacation. Now, what is her feeling about the trip? Her feeling. Bạn ấy cảm thấy bạn quá quá chip Feeling about the trip. Cảm nhận, cảm giác của thấy bà ấy về cái chuyến đi này. that is cái này nó nói là cái gì nhỉ? No, okay, let me show Cái này anh không hiểu câu đấy lắm, cảm nhận của cái bà ấy về chuyến đi này là đúng rồi, was it was fine. Okay. fine, yeah, And did she go to any museum? no, she don't visit She didn't. museums. She didn't. She didn't visit any museums. Museum. Museums. Yeah, she didn't visit any museum. Museums. And what does she think about the restaurant she ate every day? What does Yes. she think about the restaurant she ate every day? What are cái gì She think. What does she think? shipping Think, city think. thing và cái gì nhỉ, cái từ đấy anh nghĩa là Từ sinh nha anh, từ sinh. thinh là nghĩ đúng không? Đúng rồi. What does she think about the restaurant she ate every day? Anh nghĩ gì về nhà hàng Bình Tân hàng ngày, ăn 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 nhà hàng Bình Tân hàng ngày? Nghĩ về điều gì ở cái nhà hàng á? Ok. Nghĩ về điều gì về những nhà hàng mà anh ăn? Đang hỏi anh đúng không? Đúng rồi. Không, em đang hỏi là em đang hỏi về cái video này nhưng mà what does she think là bà ấy nghĩ gì về những Bà ấy nghĩ gì về nhà hàng bà ấy đang ăn? đúng rồi. It back restaurant. She Yeah. She ate in the best restaurant. ate in the same bad restaurant. Best restaurant. Yeah. Okay. Now again, one more time. What does she think about the restaurant she ate? Let's try and see what does it mean? Em hỏi lại câu vừa nãy đó. Yes. She ate in the same restaurant. Okay. Yeah. What did she do in the hotel at night? Um,
She watch TV in the hotel room at night. Okay, she watch in the hotel room at night. Okay, and why did she sit in the chair for 4 days? Why did she sit in the chair for 4 days? Because she have conversation with doctors from all over the world. Cô ấy có một buổi nói chuyện với các bác sĩ từ các nơi trên thế giới. Because she met doctor from all over the world. She met doctors from all over the world. Mm-hmm. Anything else? They talk about new medicines. Yeah. So she sat in the chair for 4 days. Mm-hmm. Okay. Yes. She went to London for business, not for vacation. She met doctors from all over the world, and she talked about the new medicine. Yeah. Okay. Yes. Okay, and who did she meet? Who did she meet? Who did she meet in her vacation? Conversation, she meets doctors from all over the world. Okay, yes, that's right. She met doctors from all over the world. And what did she talk about? They talk about new medicines. New medicine, okay. Yes. And how did she ever left the hotel? She actually never left the hotel. Mm-hmm. Hotel. She never left the hotel. Mm-hmm. She never left the hotel. Yeah. Hotel. Okay, she hasn't left the hotel. Okay. And what does she think about London? Look nice from the airplane. Okay, it's look nice from the airplane. She think London is. It looks nice from the airplane. Okay, that's right. Yeah. Okay, she thinks London looks nice from the airplane. Okay. Yeah. All right. So, that's all about some easy questions in the video. Okay. Yes. The next part, I will ask some questions about you. Now. Yeah. Now, do you prefer a short vacation or long vacation? Short or long? I think I like long holiday. Long holiday. Long holiday. Yeah. And why do you prefer a long holiday? Because I have a lot of times. Spend for my family. Okay, you have a lot of time. You have a lot of time with your family. Yeah. Okay, I see.
And anything else? And I think long holiday in 2 weeks là cái gì nhỉ? More exciting, more exciting. More exciting, and I can go to very go to a lost place, a place nice place. Nice place. Nice place. Yeah. Nhiều địa điểm, nhiều địa điểm đẹp. Okay, I see. Mm-hmm. And do you remember your best trip? Do you remember your best trip? Bạn có nhớ cái chuyến đi thân thương nhất của bạn không? Chuyến đi mới nhất này. Do you... Chuyến đi tuyệt vời nhất của bạn, your best trip. Yes, I am. That is. That in the holiday, we are going to go to Cát Bà Beach. Cát Bà Beach, okay. Cát Bà Beach, yeah. Okay. Sài Gòn City, Ho Chi Minh City, yeah. Okay, Saigon City, Ho Chi Minh City. And, Ho Chi Minh City. Okay, and why, what will you do in your trip? But, okay, what did you do in your trip? Tức là bạn đã làm gì ở trong cái chuyến đi của mình? Yeah, I ate and place. I eat and place. Nghĩa là ăn và chơi. Ăn và chơi đó. Okay. Who do you go with in your vacation? Who do you go with in your vacation? My colleagues. My colleagues, okay. My colleagues. Mm-hmm. How long do you go in your holiday? 4 days. 4 days. 4 days. 4 days. That's actually a treat. Ba ngày bốn đêm. Okay, 3 days, 4 nights. 3 days, 4 nights. 3 days, 4 nights. Yeah. Mm-hmm. And okay. And what do you think about your trip? What do you think about your vacation, your holiday? Yeah. Okay. That is. The excited. Okay. Yes. Cái gì stress cho mọi người. Nó giải tỏa stress rất là tốt. Reduce stress. Yeah. Okay, reduce stress. Okay. Okay. Excited, interesting and excited. And reduce stressful yeah. Everybody. Okay. Yes. Okay, that's all for today. Now, do you have any question for this? No. Okay. I don't question for you. Yeah. Okay. Now, I just want you make a video and read the transcript again and answer every question. Maybe you can make a
video talk about your trip, your best trip. Anh đọc lại cái video này, đọc lại cái trip là ok rồi. Nhưng mà anh hãy làm cái video để nói về cái